Bóp lầm là một cái lệnh mà lấy giao khối cộng trừ khối trong 3D Max. Thì để thực hành lệnh này, các bạn có thể vẽ cho tôi hai khối và đặt vào cái vị trí tương tự như hình, hoặc là chúng ta có thể bật cái file thực hành đi kèm theo mang tên bóp lầm. Để mà vào lệnh bóp lầm, chúng ta làm như sau. Đầu tiên, tôi sẽ chọn một đối tượng gốc là đối tượng cam lớn này. Chúng ta qua bảng khởi tạo, chọn khối và bấm một cái bảng lệnh ở trên này. Chúng ta thả xuống, chọn phần Compose Object là các cái đối tượng phức hợp. Ở đây chúng ta có lệnh bóp lầm. Khi mà đã kích hoạt lệnh bóp lầm rồi, chúng ta có thể kéo dài cái bảng này sang bên này để chúng ta dễ dàng hiển thị. Ở thành phần đầu tiên của lệnh bóp lầm này, chúng ta thấy rằng có cái đối tượng tương tự với cái lệnh copy rồi reference copy move extend, thì mặc định nó để move chúng ta để nguyên. Còn nếu các bạn để reference copy hay extend thì chúng ta thực ra sẽ copy thêm một đối tượng mới và chúng ta sẽ chỉnh sửa các đối tượng hoặc không chỉnh sửa các đối tượng. Cái này chúng ta liên tưởng tới cái lệnh copy và các bạn sẽ thực hành khi về nhà. Còn bây giờ tôi chọn cái đối tượng này, tôi chọn lệnh bóp lầm. Chúng ta chọn pick p. Nếu chọn union tức là nó sẽ hợp khối được các bạn. Nó sẽ hợp hai khối này thành một khối. Bây giờ tôi chọn đối tượng này rồi, tôi chọn pick b. Thì khi pick b thì nó sẽ biến đổi đối tượng này thành một cái màu tương tự. Hai khối này hợp với nhau. Tôi có thể cần chân rát lại, nhấn F3 lên. Các bạn thấy rằng khối chúng ta đang giao bên trong cái khối này. Tôi bắt đầu chọn pick B lại. Pick. Thì cái phần giao bên trong nó sẽ trừ đi. Nó chỉ hợp các khối và thành phần bên ngoài thôi. Đó là ý nghĩa của cái thông số đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta cần chọn Z và thử các trường hợp tiếp theo. Ở trường hợp tiếp theo gọi là intersection, nó sẽ lấy vùng giao. Tôi check vào thành phần này. Bây giờ chúng ta về mặt top. Nhìn từ trên mặt bằng xuống là rõ nhất. Tôi kéo lại đây hoặc nhấn phím Z. Bây giờ chúng ta nhấn F3 lên. Vùng giao của hai đối tượng này là cái khoảng hình chữ nhật bên trong này. Tôi chọn đối tượng này, chọn Interaction. Tôi bấm Pick B và Pick. Thì ngay khi tôi pick xong thì nó chỉ giữ lại phần này thôi, phần giao nhau. Đó là ý nghĩa của cái tùy chọn thứ hai. Chúng ta cần chọn Z lại. Bây giờ tôi sẽ nhấn F3 lên và xoay trên phối cảnh. Tiếp tục. Subtraction A trừ B. A là đối tượng mình chọn đầu tiên, là đối tượng vàng lớn này. B là đối tượng thứ hai. A trừ B tức là đối tượng A sẽ giữ và phần mà giao nhau của các đối tượng này nó sẽ tồn tại nhưng đối tượng B sẽ mất đi. Tôi chọn A trừ B, bấm một pick B, chúng ta pick thì đối tượng B mất và cái phần giao nhau nó sẽ bị đục rỗng. Chúng ta cần chọn Z lại và chúng ta có điều tương tự ngược lại, đối tượng B sẽ trừ đối tượng A. Tôi pick thì B nó giữ nhưng mà A và cái phần mà giao nhau nó sẽ bị mất đi. Chúng ta cần chấm ra tiếp. Để mà thực hiện khám phá các phần code refine như thế nào thì ta cùng nhau thoát lệnh ra. Tôi chọn đối tượng này, tôi sẽ copy ra hai đối tượng tiếp theo. Tôi giữ shift kéo để dạng copy và gõ đây hai đối tượng là ok. Ở đối tượng thứ nhất tôi cũng chọn lệnh bóp lầm. Tôi chọn code nhưng code dạng refine, tức là nó sẽ chỉ thêm cái biên dạng lưới vào đối tượng này thôi. Tôi chọn code refine. Tôi pick và pick đối tượng thứ hai. Thì chúng ta thấy rằng nó thêm một cái đối tượng lưới. Tôi chuột phải hết lệnh. Bây giờ tương tự đối tượng này. Tôi cũng chọn bóp lầm nhưng mà chúng ta không chọn refine nữa, còn chọn split. Tôi pick B cũng pick vào. Thì hai đối tượng này tôi nhấn F3 lên thì thực chất rằng nó đều thêm lưới. Nhưng mà hai thành phần này lưới này có sự khác nhau. Và để chúng ta thấy được khác nhau, chúng ta chọn hai đối tượng này, lần lượt convert đều qua Edit Poly. Ở chế độ Edit Poly, tôi chọn đối tượng đầu tiên là chúng ta dạng Cut Refine, các bạn phải nhớ. Tôi chọn cái mặt phẳng này, chúng ta kéo ra ngoài. Thì chúng ta thấy ngay rằng cái mặt phẳng này vẫn tồn tại ở cái mặt phẳng lớn, không hề tách ra. Nhưng mà ở chế độ thứ hai của chúng ta, tôi gợi ý lại là cái chế độ Cut Split, tức là nó sẽ cắt rời ra. Đối tượng thứ hai này chúng ta đã ứng dụng cái chế độ số 2, Cut Split. Tôi chọn mặt phẳng này. Khi tôi kéo ra thì nó rời hẳn ra ngoài rồi. Vì vậy hai chế độ đó về cơ bản các bạn nhìn bằng thị giác giống nhau. Nhưng mà khi mà chuyển đổi qua đối tượng khác thì nó có sự khác nhau hoàn toàn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm với thành phần Remove Inside. Tôi chọn Remove Inside. Pick B. Thì nó sẽ xóa những cái mặt bên trong đi, làm rỗng đối tượng. Nó sẽ lấy cái các cái mặt mà chúng ta giao nhau làm cái tiêu chuẩn. Inside là cái mặt bên trong. Tôi cần chọn Z lại. Bây giờ chúng ta chọn Remove Outside.
nó sẽ xóa hết tất cả mặt ngoài và giữ lại cái mặt giao nhau thôi. Đó là ý nghĩa của thành phần remove inside và remove outside. Ngoài ra còn có các thành phần hiển thị nữa, nhưng mà tôi khuyên các bạn nên để cái sự hiển thị thường xuyên always. Còn nếu chúng ta check vào một trong những cái tùy chọn dưới này thì chúng ta phải hiển thị bằng tay, cái điều này tạo ra sự bất tiện không cần thiết. Đây là tất cả thành phần liên quan tới cái lệnh problem. Ngoài ra chúng ta có cái lệnh gọi là problem. Tôi có thể chọn lệnh problem thì nó có các cái tùy chọn tương tự như vậy thôi. Ở cái lệnh này là một cái lệnh tham khảo thêm, về nhà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Nếu như tùy chọn problem này chúng ta thực hiện mà không được thì các bạn sẽ chuyển qua dạng tùy chọn problem để chúng ta thực hiện, thì hai cái đối tượng lệnh này nó bổ trợ qua nhau. Các thành phần lệnh này chúng ta thấy rằng có cái giống nhau tương đối, chúng ta có thể tham khảo và cùng nhau tìm hiểu thêm.